Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá cà phê và giá hồ tiêu ngày 15 tháng 12 năm 2020. Phono TV kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video đừng quên ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây xin gửi đến các bạn những thông tin về giá cà phê trên thế giới được cập nhật mới nhất vào lúc 7 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê trên cả hai sàn London và New York tiếp đà tăng. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1 năm 2021 tăng thêm 14 USD, mức tăng là 1,05%, lên giao dịch ở mức là 1.349 USD trên tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 thì tăng tới 19 USD, mức tăng là 1,40%, lên giao dịch ở mức là 1.376 USD trên tấn. Ở các kỳ hạn xa khác cũng tăng 20-21 USD. Khối lượng giao dịch cà phê Robusta trên sàn London ở mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng bật tăng mạnh. Kỳ hạn giao tháng 12 năm 2020 tăng tới 4,45 sen, mức tăng là 3,74%. Giao dịch ở mức là 123,55 sen trên pound. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 thì tăng 4,55 sen, mức tăng là 3,74%. Lên giao dịch ở mức là 126,15 sen trên pound. Ở các kỳ hạn khác cũng tăng mạnh. Khối lượng giao dịch cà phê Arabica duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Về tình hình giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê ngày hôm nay tiếp đà tăng theo giá cà phê Robusta, bình quân tăng từ 300 tới 400 đồng trên 1 kg. Ngày hôm nay, giá cà phê trong nước được thu mua trong khoảng từ 32.800 cho tới 33.500 đồng 1 kg. Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ngày hôm nay được thu mua ở mức từ 32.800 cho tới 32.900 đồng 1 kg, tăng thêm 400 đồng so với phiên giao dịch trước. Khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc có mức giá là 32.900 đồng 1 kg và tại huyện Di Linh, giá cà phê là 32.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay được thu mua ở mức từ 33.300 cho tới 33.500 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 33.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 33.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ngày hôm nay được thu mua ở mức từ 33.100 cho tới 33.200 đồng 1 kg. Khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, mức giá là 33.200 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Prông, giá cà phê là 33.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa ngày hôm nay cũng được thu mua với mức giá là 33.200 đồng 1 kg. Còn tại khu vực huyện Đắk Đờ Lấp, mức giá là 33.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà ngày hôm nay được thu mua với mức giá 33.100 đồng 1 kg, tăng thêm 400 đồng so với phiên giao dịch trước. Còn giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay có mức giá là 34.900 đồng 1 kg. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá hồ tiêu ngày hôm nay tăng thêm 500 đồng tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Mức giá được thu mua trong khoảng 55.500 cho tới 58.000 đồng 1 kg. Giá tiêu cao nhất ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với mức giá là 58.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu ngày hôm nay là 56.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu vẫn được thu mua quanh mức 56.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước ngày hôm nay được thu mua quanh mức giá là 57.000 đồng 1 kg. Và giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai mức giá là 55.500 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.